Xin chào các bạn nha. Thì hôm nay mình có nhận sửa chữa một cái bồn cầu các bạn. Thì được người dân báo là cái bồn cầu này nó bị nghẹt nha, không có xả nước được các bạn. Thì mình có tới và đục cái bồn cầu này lên và kiểm tra các bạn. Nhưng mà mình không quay cái lúc mà mình đục lên nhé các bạn, tại cái bồn cầu này nó không được vệ sinh nữa các bạn, cho nên mình không có quay cho các bạn xem cái cảnh đó nha. Bên này là những cái hầm chứa rồi hầm lắng với lại hầm rút của cái hầm cầu của cái bồn cầu nhé các bạn. Mình cũng đã đào lên và kiểm tra hết luôn nhé các bạn. Còn đây là phía trong này là cái chỗ bồn cầu mà mình đã đào lên, mình đã đục lên đấy các bạn. Đó. Các bạn thấy gì đó các bạn? Các bạn có biết là cái gì đó không? Đó rồi bây giờ mình sẽ lấy đồ và mình đem nó lên cho các bạn xem nha. Thì không giấu gì các bạn, đây là một chùm rễ cây nha các bạn. Đó. Rễ cây nó mọc lâu năm đến nỗi mà nó vô ống mà nó là một cục vậy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ lôi lên cho các bạn xem nha. Nó mọc sâu xuống dưới ống luôn nha các bạn. Rất là khó lôi lên nha. Rồi được rồi các bạn. Đây bây giờ mình sẽ lôi lên cho các bạn xem. Đó. Thấy ghê không các bạn? Ghê chưa? Trời ơi, nó dài hơn 1 mét luôn đó các bạn. Đây là trường hợp mà đây cũng là một trong những cái nguyên nhân mà nó làm cho cái bồn cầu bị nghẹt nhé các bạn. Mà những cái nhà người dân nào mà ở gần những cây cối bự mà lâu năm đó các bạn thì bồn cầu nghẹt thì đây có thể là một cái lý do nha. Các bạn cũng nên để ý nha các bạn. Thì ngoài ra còn những đường ống ống thoát sàn nữa các bạn. Ống thoát nước các bạn lâu năm nó cũng y chang vậy luôn nha. Đây mình ra đây mình bỏ đây cho các bạn xem nè. Đó cái này nó dài chắc cũng cỡ 1,2 m đó các bạn. Kinh khủng chứ các bạn. Thì như vậy thì làm sao mà nó thoát được phân các bạn. Thì đây trong này là cái nguyên nhân này các bạn. Thì cái nguyên nhân là cái bồn cầu này các bạn là được lắp hồi xưa các bạn, cách đây mười mấy 20 năm đó các bạn. Thì hồi xưa đó các bạn, bồn cầu thường thường ta sẽ âm xuống đất nha, âm xuống đất có chừng 1 phân các bạn, cho nên là những rễ cây các bạn nó sẽ len lỏi theo những cái đất ở dưới đó các bạn, mà mình hồi xưa người ta lăm le không kỹ á, cho nên là nó chui lên nha, nó chui lên và nó gặp nước các bạn, gặp nước và gặp điều kiện thuận lợi á, càng ngày nó càng đẻ ra nhiều rễ và từ 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 nó sẽ bít cái lỗ lỗ thoát của mình nha các bạn. Thì cái cách xử lý của mình bây giờ đó các bạn, có nghĩa là bây giờ mình sẽ đào lên nhé các bạn và mình sẽ xử lý hết hết những cái rễ cây xung quanh nha. Sau đó là mình sẽ lăm le kỹ càng nha các bạn, mình đổ bê tông luôn các bạn. Kỹ càng lên nha. Rồi sau đó thì mình chờ hồ khô các bạn, rồi mình sẽ làm một lớp xi măng trắng ở trên đó các bạn. Rồi mình mới dán bồn cầu lên nha các bạn. Thì lúc đó thì nó sẽ qua hai ba lớp hồ các bạn. Thì qua hai lớp hồ thì rễ cây nó sẽ không bao giờ còn mà mọc lên được nhé các bạn. Đó các bạn thấy không? Hồi xưa này, nó không thèm lăm le đó các bạn, toàn là cát không à, không cần không có lăm le gì hết luôn nha. Đó, các bạn coi này, toàn là cát không à nhé các bạn, không có một cái đá lăm le gì hết nha. Đó. Và nếu mà như vậy thì rễ cây nó mọc vô là chuyện bình thường nhé các bạn. Rồi. Rồi thì mình xin chia sẻ tới đây thôi nhé các bạn. Bây giờ mình sẽ đào đất lên và lăm le lại chỗ này và lắp bồn cầu nha. Bây giờ mình xin phép dừng video của mình tại đây nha. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình nha. Tạm biệt các bạn.